Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay, như các bạn đang thấy đằng sau lưng tôi chính là một thương hiệu rất nổi tiếng, mà có thể nói là nổi tiếng nhất Nhật Bản. Đó chính là thương hiệu Seiko. Và tại Bezu 2019 này, Seiko đem đến cho chúng ta một số sản phẩm đáng lưu ý, cũng như là Grand Seiko ở tòa bên cạnh. Đó, thì ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng khám phá Seiko và Grand Seiko trong video này các bạn nhé. Đây chính là toàn cảnh của thương hiệu Seiko. Đó, và bên cạnh là Grand Seiko. Thì đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những chiếc đồng hồ Seiko trước, của Seiko trước các bạn nhé. Đầu tiên, chiếc đồng hồ đoạt giải của giải thưởng GP SG là Grand Prix de l'Horlogerie de Genève năm 2018, đó chính là chiếc Seiko Prospect 1968. Chiếc đồng hồ này thì có tần số dao động là 36.000 nhịp trên 1 giờ, với cái cỗ máy là 8L55, đó, thời lượng cót 55 tiếng, 37 chân kính, và cơ cấu là đây là một chiếc đồng hồ tự động. Đó, được giải thưởng ở đây. Đây là một giải thưởng rất là danh giá về đồng hồ trên thế giới. Rồi, chúng ta tiếp tục đến với những chiếc đồng hồ Prospect được giới thiệu. Prospect thì đây chính là một chiếc Spring Drive GMT, sử dụng cỗ máy 5R66. Thì chiếc đồng hồ này có thể nói là với dáng vỏ thì khá là đặc trưng của Prospect, với những cái cây kim trôi không điểm dừng. Hơi bị đáng tiếc một chút là những chiếc đồng hồ này đã không chạy. Thời lượng cót của chiếc đồng hồ này lên đến 72 tiếng, tương đương với 3 ngày, 30 chân kính, và độ chính xác thì tuyệt vời là cộng trừ 1 giây trên 1 ngày. Đây như là theo thông số của nhà sản xuất, nhưng thực tế tôi đã từng trải nghiệm với những cỗ máy Spring Drive thì nó còn tốt hơn như thế rất là nhiều. Lớp vỏ bằng titanium được phủ đen. Đó, như chiếc ở dưới này là được phủ đen. Bên này đó chính là những chiếc Spring Drive sử dụng cỗ máy 5R65. Đó, phía bên trong. Đây là bộ sưu tập Astron. Astron. This is a solar caliber, so every time we get that, it seems to be unexpected. Tuy nhiên, Seiko thì không phải là một thế mạnh của tôi, thế nên là những cái kiến thức của tôi về Seiko thì nó cũng ở mức hạn chế. Thế là chúng ta có thể xem một video. Đây, một chiếc Prospect máy quắc sử dụng năng lượng mặt trời, vành hai màu Pepsi, rất là hấp dẫn các bạn ạ. Đó, dây cao su đang là trend của những năm trở lại đây. Ở đây thì là những chiếc đồng hồ dress watch của Seiko. Màu số rất là đẹp. Đây là thuộc bộ sưu tập Precious. Những chiếc đồng hồ các bạn đang thấy đây, mặt xanh xanh lá cây đấy, xanh rêu, là một chiếc đồng hồ tự động. Trung bộ sưu tập những chiếc đồng hồ Nhật Bản với độ hoàn thiện rất là tinh xảo, với mức giá tôi nghĩ là hợp lý, dưới 20 triệu đến 30 triệu. Đây là quy trình để sản xuất một cái mặt số của Seiko Precis Automatic. Đó, và chúng ta bước sang những khoang trưng bày tiếp theo của Seiko. Không phải là mít.
Và đây, đây có thể gọi là top, top của top của Seiko, những chiếc đồng hồ Nhật Bản. Đó chính là Credo. Đó, như các bạn đã thấy, Lexus, Lexus của nhà Seiko. Đó, đây là những chiếc đồng hồ Credo, thì là một cái thương hiệu riêng của Seiko, và họ sản xuất những chiếc đồng hồ có thể gọi là di sản của Nhật Bản. Những chiếc đồng hồ phức tạp này, đắt giá và số lượng rất là ít. Như chiếc đồng hồ các bạn đang nhìn thấy đây, đây chính là một chiếc đồng hồ quả quýt của Credo, máy lên dây 6898, 21.600 nhịp trên 1 giờ, thời lượng chu cót là chỉ khoảng 37 tiếng, 26 chân kính, và độ sai lệch từ khoảng -15 đến 25 giây một ngày. Lớp vỏ là vừa 18 vỏ vàng 18 carat. Mặt trước, mặt sau, mặt trước thì được chạm khắc, và nói chung là chế tác rất là đẹp. Tôi nghĩ là nó là từ vàng với khảm trai. Phía sau nó là đồng hồ. Đó, với một sợi dây cũng bằng vàng. Rất là tuyệt vời, di sản của nhà Seiko. Đây, tiếp theo. Đó, là một, như chiếc Credo này thì tôi không có nhiều thông tin lắm, nhưng chiếc đồng hồ này là Echi 2, nhưng những chiếc đồng hồ này mới là những chiếc đồng hồ mà tôi thích nói đến nhiều hơn. Đây chính là những chiếc Spring Drive Sonari. Nghĩa là những chiếc đồng hồ này thì tôi đã có một bài viết rất là chi tiết về nó, thì các bạn có thể theo dõi ở trong website Gia Bảo Luxury. Những chiếc đồng hồ này thì có cái cơ cấu là Spring Drive, kim dây trôi mượt như mây trời. Tôi sẽ zoom sâu vào để các bạn có thể nhìn thấy nhá. Rồi, đó, trôi rất là mượt. Trong sự kiện lần này thì có một cái thương hiệu nữa và có cái kim dây trôi mượt như mây trời, nhưng không mượt được bằng như những chiếc Spring Drive hay là Credo này. Đó chính là Zenith với 18 hay là 19 hex. Đó, trôi rất là mượt. Và bên cạnh đó chính là Grand Seiko. Thì đây là một cái thương hiệu đã được tách ra riêng, một thương hiệu tách ra riêng với rất nhiều cái sản phẩm nổi bật. Đây là những chiếc đồng hồ dành cho nữ giới với cỗ máy là 9S27, tần số dao động 28.800 nhịp trên 1 giờ, thời lượng cót 50 tiếng, 35 chân kính, và độ sai lệch chỉ khoảng từ -3 đến cộng 8 giây một ngày mà thôi, với mặt số là khảm trai. Chiếc đồng hồ này thì không hiểu sao mà tôi thấy nó khá giống với những chiếc Omega các bạn ạ. Vỏ vàng, đính kim cương. Đó, khá giống Omega. Không hiểu tại sao lại thế. Đấy, cảm nhận cá nhân nhé. Grand Seiko. Đây chính là một cỗ máy Spring Drive 9R31 với thời lượng cót là 72 tiếng, tương đương với 3 ngày, 30 chân kính, độ chính xác thì cộng trừ 1 giây trên 1 ngày mà thôi. Limited, phiên bản giới hạn 100 chiếc. Rất là tuyệt vời. Đây, đây là sảnh chính của Grand Seiko. Chúng ta bước vào với những chiếc đồng hồ dành cho nữ giới với máy quark, máy điện tử. Tiếp đến đó chính là những bộ sưu tập di sản, theo như tên bộ sưu tập nó đã được, cũng được giải thưởng danh giá như tôi vừa mới nói. Đây, chiếc đồng hồ này với mặt số rất là đẹp, mặt số màu xanh rêu. Độ hoàn thiện thì tuyệt vời. Đó,
Đây là những chiếc đồng hồ sport của Grand Seiko. Chúng ta có cái cảm nhận gì thì hãy comment ở phía dưới video các bạn nhé. Các bạn có thích một chiếc đồng hồ sport của Seiko không? Đây là hai chiếc đồng hồ có chức năng GMT, một múi giờ thứ hai của Grand Seiko. Đó. Rồi chúng ta hãy đi ra ngoài. Bên ngoài, bên cạnh Grand Seiko là Nomos, một thương hiệu đến từ Đức. Ở đây, mặt số màu rất là thú vị, màu đỏ. Mặt số màu đen. Mặt số này theo như tôi tìm hiểu đây là mặt số men đen Urushi Lakwe Dial. Phiên bản này thì limited, chỉ có 150 chiếc được sản xuất. Một chiếc rất là cổ điển, mặt trắng. Và đây, mặt xanh. Wow. Rất là tuyệt vời. Đây là một chiếc, đây là bộ sưu tập sport. Wow, một chiếc vỏ vàng hồng. Phiên bản giới hạn 100 chiếc. Lớp vỏ tôi nói thật là nhìn khá là to và dày. Màu mặt số rất là đặc biệt, màu nâu đỏ. Màu nâu, nâu đỏ. Đó. Wow, chiếc đồ này mặt số quá là đẹp các bạn ơi. That is the line. Lớp vỏ của chiếc đồng hồ này là titanium. Vỏ và dây đeo là từ titanium. Đó, chronograph, chức năng chronograph. Đây chính là chiếc đồng hồ có chức năng chronograph. Còn chiếc đồng hồ này thì như ở bên cạnh thì chỉ có chiếc đồng hồ này chỉ có 3 kim này, một lịch và bộ báo cót. Rồi đó là toàn cảnh của Grand Seiko. Và tôi hy vọng là video giới thiệu tổng thể thương hiệu sẽ giúp được các bạn biết được phần nào về thương hiệu Seiko và Grand Seiko trong năm 2019. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.